Trong đó, hai bị can Ngô Anh Quốc và Nguyễn Trí Nhật bị tống tạm giam 4 tháng. Ba bị can Lê Thị Vũ Phương, Phan Cẩm Loan, Phạm Quỳnh Trang được tại ngoại và áp dụng biện pháp chặn đứng cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng hai bị can Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường đã bị tạm giam từ giai đoạn trước của vụ án. Cơ quan an ninh điều tra xác định có hành vi mua sắm hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn Makin 2000 ghi xuất xứ từ Canada xảy ra tại Việt Nam Pharma trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014 nên khởi tố các bị can để điều tra. Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an điều khiển cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh việc công ty Việt Nam Pharma nhập khẩu, lưu hành 6 loại thuốc mang nhãn hiệu do công ty Health 2000 tạo ra tại Canada nhưng trên thực tế công ty Health 2000 không có nhà máy tạo ra tại Canada. Từ khi điều khiển Việt Nam Pharma bị tóm và đưa ra xét xử, dư luận chú ý tới công ty này qua nhóm 10 cống phẩm thực chất là 11 cống phẩm mang nhãn nhà tạo ra Mahelic Canada mà Cục Quản lý Dược đã cấp số đăng ký và giấy phép nhập chuyến cho Việt Nam Pharma. Trên thực tế, Việt Nam Pharma còn nhập khẩu thuốc từ một nhà tạo ra có vết khác, cơ quan tác dụng đã biết và đã có động thái chặn đứng, nhưng sau cuối nó vẫn lọt vào bệnh viện. Một lượng thuốc rất lớn do Health 2000 cung cấp, Việt Nam Pharma đã nhập khẩu vào Việt Nam và trúng thầu vào bệnh viện các tuyến. Trong đó, chỉ khảo sát từ năm 2011 đến 2014, Việt Nam Pharma và một vài công ty con đối tác ủy thác đã nhập khẩu 47 lô thuốc do Health 2000 tạo ra cung cấp, trị lạnh lẽo hơn $4,3 triệu.